Mèo luôn là người bạn đồng hành thú vị và đáng quý của con người. Có hơn 75 triệu con mèo hiện sinh sống trong các hộ gia đình ở châu Âu. Chúng cần những sản phẩm dành riêng, đặc biệt là về mặt vệ sinh để đảm bảo sức khỏe cũng như sống trong môi trường tự nhiên. Là công ty hàng đầu về công nghệ sợi thực vật, JRS có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực vệ sinh cho thú cưng nhỏ. Chúng tôi sản xuất gần 125.000 tấn sản phẩm thuộc các thương hiệu Caspers, Gypsy và các thương hiệu riêng khác và phân phối chúng tại hơn 70 quốc gia thông qua nhiều tổ chức đối tác. Điều này khiến chúng tôi trở thành nhà cung cấp dịch vụ vệ sinh thú cưng lớn nhất tại châu Âu. Dựa trên đó, chúng tôi phát triển sản phẩm cát vệ sinh cho mèo Caspers với sự kết hợp sáng tạo giữa yếu tố tự nhiên và khoa học. Caspers được sản xuất độc quyền từ nguyên liệu thô tái tạo với công nghệ sợi gỗ, đặc biệt là công nghệ sợi thực vật ICS. Nhờ đó, Caspers có thể thấm hút chất lỏng lên đến 7 lần thể tích hạt và cực kỳ mềm mại khi tiếp xúc với mèo. Làm từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, các khối cát vón cục có thể dễ dàng được xử lý ngay trong chính toilet nhà bạn. Điều này sẽ giúp mèo và bạn luôn cảm thấy thoải mái với không gian sạch sẽ, hoàn toàn không mùi. Caspers là sản phẩm hoàn toàn bền vững, không tạo ra nhiều CO2 và chất thải giống như cát quán. Sản phẩm chất lượng cao và ổn định, bao bì thân thiện cùng các chiến dịch phát triển thương hiệu phù hợp chính là yếu tố giúp Caspers tăng trưởng doanh số vượt trội mỗi năm. Việc vệ sinh cho mèo trong thời đại mới đồng nghĩa với việc không sử dụng hóa chất. Sự hiểu biết về nhu cầu của động vật và kiến thức về công nghệ sợi thực vật đã giúp chúng tôi đứng đầu thế giới trong việc sản xuất các sản phẩm vệ sinh hữu cơ dành cho thú cưng.